xin chào mọi người đã quay trở lại với Vbiz 25 giờ cùng MC Giang Thái. Và ngày hôm nay thì Giang sẽ được chào đón một bé ngoan đến với buổi talk show ngày hôm nay. Mọi người có đoán ra được là ai không? Đó chính là bé ngoan ST Sơn Thạch. Xin chào tất cả mọi người, mình là ST Sơn Thạch và chào Giang Thái cũng như là tất cả mọi người đang xem Vbiz 25 giờ. Giang Thái được biết ST là trai ngoan chính hiệu của showbiz Việt đúng không nào? Không biết là lúc đi học thì có nhận được nhiều phiếu bé ngoan không ST? Thật ra hồi xưa ST cũng nhận được rất là nhiều phiếu bé ngoan, cũng như là hồi xưa đi học xong rồi đi về không mà không có đi đâu hết trơn á. Nói chung là ngoan từ xưa đến giờ nha. Ngoan từ xưa đến giờ hả? Nhưng mà có bao giờ mà lỡ cúp học đi chơi hay là cãi lời thầy cô ba mẹ không? Có một lần ST rất là nhớ là cô giáo cho nguyên lớp cúp học luôn. À là cô giáo cho hả? Đúng, cô giáo dẫn nguyên một lớp, tại vì bữa đó là ST học trường nghệ thuật á, cho nên là bữa đó có một cái đoàn nghệ thuật từ nước ngoài về và cô đã bỏ cái tiết đó để mà dẫn nguyên một lớp đi đến cái chỗ biểu diễn của đoàn đó. Và ST rất là nhớ cái bữa đó. Bình thường là mình phải cúp học, bình thường các bạn phải cúp học là trốn thầy cô đúng không? Này là thầy cô cho phép luôn mà thầy cô dắt các bạn trốn luôn. Không, cái đó mình không gọi là tội lỗi cúp học đâu. ST có một cái trường hợp nào mà ST cúp học mà trốn cả thầy cả cô á, có một cái trường hợp đó chưa? Chắc có đó. Có hồi hả? Xưa mình cũng hay lén lén đi diễn. À nhưng mà ST được đặt cách nha, là hồi xưa là phụ huynh tới xin để là cho con em của tôi được nghỉ học ngày hôm nay để mà được đi đến một cái buổi biểu diễn nào đó thì trường cũng hỗ trợ. À vậy tính ra thì cả 12 năm cấp sách đèn sách rồi 4 năm đại học của ST là ngoan chính hiệu luôn đúng không ST? Nãy giờ thì nói chơi chơi với ST như vậy thôi. Và nhắc tới đây thì mọi người cũng biết là Giang Thái đang nhắc tới MV ngoan nhất 2020 của ST là đúng không nào? Đó chính là MV Phiếu Bé Ngoan. Yay. Và khi mà xem MV đó thì Giang thấy là ST là mời nguyên một cái dàn camel khủng luôn, lần lượt là siêu mẫu Võ Hoàng Yến nè, Chi Dân nè, rồi Tường Vi, Quốc Anh nè. Và đặc biệt là có một cái hiện tượng mạng đang rất là hot gần đây, đó chính là cô Minh Hiếu Bảy Miếng Đất. Và bởi vì có sự góp mặt của rất là nhiều cái dàn camel khủng như vậy á, nên nhiều khán giả đánh giá cái MV của ST đợt này là mang tính giải trí cao hơn. Thì ST có nghĩ như vậy không? Thật ra là ST rất là may mắn khi mà mời được rất là nhiều nghệ sĩ, anh chị em nghệ sĩ cũng như là các cô chú anh chị đã tham gia cùng với phía bé ngoan. Và ST nói chung là ST chỉ ngỏ ý mời thôi và tất cả mọi người đều đồng ý rất là nhanh. Và ST thấy là bởi vì mọi người thấy là trong cái MV lần này có rất là nhiều nhân vật. Và mỗi nhân vật là một tính cách khác nhau, mỗi câu chuyện khác nhau. Cho nên là khi mà ST nghĩ đến những nhân vật này thì ST đã mời những người nghệ sĩ này và rất may là họ đều đồng ý. Còn cái chuyện có giải trí hay không thì ST phải để cho khán giả định đoạt hoặc là khán giả nhận định, chứ không phải là ST có thể nhận định được điều này. Chứ đầu tiên là đã thấy tình cảm của dàn camel đó dành cho ST là như thế nào đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là chị Yến ơi, em chuẩn bị có MV mới, chị tham gia giùm em với. Xong là chị nói rất là okay, liền luôn. Chị kêu là nghệ sĩ mà hỗ trợ nhau thôi em đó. Xong chị nhắc mình từng giờ là đồ đạc quần áo như thế nào luôn, có nghĩa là chị rất là nhiệt tình luôn và tất cả những nghệ sĩ khác cũng đều như vậy. Mà không những là Giang Thái nghĩ là các nghệ sĩ đâu, mà hiện tại thì MV của ST cũng đang rất là viral đấy nhở. Vậy thì cả hai MV gần đây của ST á, thì Giang Thái đều thấy là có yếu tố LGBT. Thì từ tình tiết bắt hợp trong Sai Nắng và sự xuất hiện của cô Minh Hiếu Bảy Miếng Đất á, thì đây là một quyết định có chủ đích hay là chỉ là sự trùng hợp với ST? ST nghĩ rằng là sự trùng hợp thôi, nhưng mà vấn đề là mọi người có thể thấy là cái thông điệp mà ủng hộ LGBT gần đây cũng rất là xuất hiện rất là nhiều trong rất là nhiều MV của những nghệ sĩ trong nước cũng như là quốc tế. Thì ST nghĩ là mình cũng chỉ là một cái gửi một cái thông điệp nhỏ cũng như là điều gì đó mà để cổ vũ cho LGBT thôi. Và ST nghĩ như thế này, LGBT cũng sẽ là những người mà sống bình thường, miễn là họ tốt, họ có nỗ lực trong cuộc sống thì ST sẽ luôn luôn ủng hộ và mình coi họ giống như là những người bình thường trong xã hội mình thôi. Bởi vì nếu mà mình xem họ khác biệt quá thì mình càng ủng hộ nhiều thì lại mình xem họ quá khác biệt đi. Thì cho nên là mình chỉ cần xem họ như là những người bình thường và đó là lý do tại sao mà ST chỉ ủng hộ theo một cách nhẹ nhàng nhất thôi. Trong cái MV đợt này của ST, Giang Thái có thấy là một cái chất giọng gọi là thánh phá hit của showbiz Việt luôn. Không biết là với một cái chất giọng khủng của Ninh Dương Lan Ngọc như vậy mà khi mà kết hợp với ST á, thì có một cái kỷ niệm đáng nhớ nào với ST nhờ? Thực ra là ST đã mời Ngọc
từ cách đây rất là lâu rồi. Có nghĩa là đã có một cái SC đã có một cái dự định là sẽ mời Ngọc chung với một dự án, nhưng mà đến ngày hôm nay phía bé Ngoan mới được mời Ngọc một cách chính thức. Và SC phải gọi là Lan Ngọc là một rapper đang lên đó. Đó cho nên là SC đã cho Lan Ngọc đọc rap, bởi vì mọi người đã biết là gần đây là những cái show rap rất là rất là hot đúng không? Bây giờ Lan Ngọc chắc chắn là Lan Ngọc sau cái dự án này, biết đâu năm sau Lan Ngọc sẽ thi những cái show rap đó thì sao? Không, thật sự là lúc mà mở MV lên nghe, tự nhiên nghe một cái chất giọng quen thuộc cái được cất lên, mà tại sao lại không có sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc trong MV về ST? Đó là một bí mật. Và Lan Ngọc giống như là một cái điều gì đó mà một cái ẩn số mà SC sẽ phải mở ra từ từ mọi người. Nói chung là SC sẽ không có cho Lan Ngọc, bởi vì mọi người biết là Lan Ngọc là một cái cô gái mà được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Cũng như là Lan Ngọc mà xuất hiện ở đâu là chỗ đó tỏa sáng tới đó. Cho nên là mình cho Lan Ngọc xuất hiện mỗi cái một tí tí thôi, để Lan Ngọc đỡ giật spotlight của mình đó mọi người. Vậy thì có nghĩa là những cái MV show của ST cũng có khả năng là sẽ có sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc với một cái vai trò là rapper đúng không nào? Thật ra là mình lâu lâu mình hợp lại thôi, chứ mà mình hợp nhiều quá thì người ta tưởng mình một nhóm nhạc nha. Nhưng mà rất là đáng yêu đúng không quý vị? Tại vì khi mà nghe cái chất giọng của Ninh Dương Lan Ngọc rap ở trong ca khúc Phía Bé Ngoan ấy, thì tất cả mọi người đều cảm thấy một cái sự rất là đáng yêu và hồn nhiên của Ninh Dương Lan Ngọc được gửi cho cái MV đó. Có vẻ như cái sự kết hợp lần này của ST là rất là thành công ha. Trước đây thì Giang Thái thấy ST đa số là hát ballad và bop. Lần này thì thử một cái chất nhạc và cái màu sắc hoàn toàn mới, thì không biết là ST phải mất bao lâu để đưa ra được cái quyết định này? Thực ra là ST và Một Ngày Đẹp Trời, ST đã tìm thấy cái Phía Bé Ngoan của mình lúc năm 94-95. Thì ST quyết định là mình sẽ làm một bài này, và ST đã đặt đi tap. Thì đi tap đã biết cái ca khúc này rất là hợp với ST, và ST nghĩ rằng là nó hơn những gì mình mong đợi nữa. Thì đây là một cái ca khúc với dòng nhạc là bubblegum pop, và đây là cái dòng nhạc SC đó giờ chưa có sử dụng qua. Và SC nghĩ rằng là cái bài hát Phía Bé Ngoan với cái dòng nhạc này thì nó cũng sẽ mang đến một cái điều gì đó, SC mong muốn là mang đến một cái điều gì đó năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người, để truyền tải những cái điều vui vẻ, mong mọi người có những điều vui vẻ, những điều thoải mái nhất trong cuộc sống của mình trong cái thời gian hiện tại. Nhìn thấy nghĩ là Phía Bé Ngoan, ngoan nhưng mà cũng không ngoan nhá. Kiểu cảm giác giống như là vẫn có một cái thông điệp nào đó, nhưng mà chút xíu nữa chúng ta reaction MV thì chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn. Và ngoài ra thì những cái bộ outfit trong MV Phía Bé Ngoan cũng rất là đẹp nè. Nhiều khán giả thắc mắc là tại sao lần này ST Sơn Thạch lại chọn một cái bộ top màu vàng, nhìn nổi hơn hẳn so với mình, và cũng khiến nhan sắc của mình nó hơi dịu hàng một tí xíu vậy. Thực ra thì ST rất có thích màu vàng này. Và nếu mà nói ra thì màu vàng và màu đỏ cũng là màu phong thủy của SC đó, lý do tại sao mà SC chọn màu vàng làm cái màu tóc của mình. Và thật ra là SC cũng rất là muốn nhuộm tóc, nhưng mà không có nhiều cơ hội, cho nên là hôm nay có cơ hội thì mình cứ làm thôi. À, là chỉ đơn giản là hợp phong thủy thôi hả SC? Đúng rồi. Một điều rất là đơn giản ha, mọi người đừng thắc mắc về cái màu tóc của SC trong MV nữa, chỉ đơn giản là hợp phong thủy mà thôi. Giang Thái được biết là MV Phía Bé Ngoan lần này của ST thì mang rất là nhiều những cái tầng ý nghĩa hay ho. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng ST Sơn Thạch giải đáp những thắc mắc cho khán giả VBIT 25 giờ nhé. Đầu tiên là giai điệu rất là bắt. Tại sao lại tội nghiệp chi dân? Tại vì mọi người có thể thấy là bình thường kiểu dương dai kiểu vậy đúng không? Chi dân hình như mặc cái áo nó hơi chật hay sao mà kiểu cưng màu như vậy. Ủa, có cố tình cho người ta cái áo chật hơn size không vậy? Không, tại đó là một cái khuôn khổ, và cái áo đó giống như là một cái định kiến sẵn mà tất cả mọi người đều phải mặc như vậy hết. À vậy hả? Tưởng là mình lỡ cho chi dân một cái style nó hơi chật chật tí xíu chứ. Này. Đây. Ồ, tụi vi xinh quá. Đây là một cô gái, bức anh là một chàng trai với những sự lựa chọn của mình trong cuộc sống ha. Là chọn phải là cưới vợ hay là sự nghiệp, thì bức anh chọn sự nghiệp. Rồi tụi vi là một cô gái cầm cần câu, mang ý nghĩa là đi thả thính á, đi câu hết người này người kia, câu đi câu kéo đó. Rồi còn tiếp tục, đây là lên mạng xã hội. Thì trước khi mà lên mạng xã hội là mình phải chỉnh sửa làm sao đẹp nhất.
đây là một hình ảnh cũng rất là quen. À, là cả một cô gái sống ảo đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn đây là một cái bàn cờ. Còn đây là nhân vật phụ ở trong MV thôi. À, nhân vật phụ nhưng mà giọng hát là chính mọi đúng người rồi. Nha. Đây là sự xuất hiện của siêu mẫu Võ Hoàng Yến với vai trò là một cô giáo dẫn dắt học trò của mình đúng không? Đúng rồi, là một, có thể gọi là một cô giáo hay là một cô giám thị điều hành cái bàn cờ này, và tất cả mọi thứ theo nguyên tắc là của cô. Cô giống như là một người đại diện cho những cái định kiến của xã hội. Vậy tính ra là vai này quá hợp với lại siêu mẫu Võ Hoàng Yến rồi đúng không nào? Bởi vì Hoàng Yến là một người rất là gọi là nghiêm khắc trong cái vấn đề mà gọi là chỉ dạy cho học trò. Đúng rồi. Chị Hoàng Yến là ở ngoài cũng là một giáo viên luôn rồi, cũng là một cái gương mặt rất là sắc lạnh, và mọi người biết tính cách của chị cũng rất là cứng rắn. Đó là lý do tại sao mà SC nghĩ ngay đến chị Yến liền. À, chúng ta cùng xem tiếp MV nhé. Đây đây, mọi người có nghe cái chất giọng quen thuộc của Thánh Phá Hit Showbiz Việt không nhà, được góp giọng trong MV Phiếu Bé Ngoan của ST. ST ơi, thật sự là lúc mà hợp tác với Đinh Dương Lan Ngọc để cho ra cái đoạn rap này thì ST có cảm thấy hồi hộp không ST? Thật ra thì ST cũng không hồi hộp lắm, bởi vì ST tin tưởng vào Đinh Dương Lan Ngọc. Mặc dù là Ngọc là một người nhưng mà mọi người ghê là phá hit đó của Showbiz Việt, nhưng mà ST rất là thấy Ngọc vô cái đoạn rap này rất là dễ thương và rất là phù hợp. Cho nên là SC, đó lý do tại sao SC chọn Lan Ngọc trong cái đoạn rap này, và SC nghĩ rằng là cũng rất là nhiều khán giả thích. Đúng, Giang Thái cũng là một khán giả rất là thích cái giọng rap này của Ninh Dương Lan Ngọc nha. Chị Yến rất là hip hop. Đây, đây là cái màu tóc mà gọi là gây tranh cãi cộng đồng mạng khi mà MV xuất hiện tới bây giờ. Không biết là từ cái lúc mà ra MV tới giờ có bao nhiêu fan nhắn tin hỏi ST là tại sao lại để cái màu tóc này không ST? Chưa ai dám thắc mắc hết. Chưa hết hả? À, nhưng là chỉ mới showbiz. Cũng chưa có ai khen nha. Có nghĩa là nhiều khi là mọi người thấy cũng chưa có đẹp lắm nhưng mà mọi người không dám chê nha. À, hay là hiện tại chỉ mới có VBIT 25 giờ thắc mắc thôi hả? Chúng ta là những người tiên phong mọi người đúng nha. Đúng rồi, chúng mọi ta... người là người thắc mắc màu tóc đầu tiên á. Chắc là đó lý do tại sao mà hôm nay Giang Thái lại mặc cái bộ đồ màu vàng lè này đúng không? À, đúng rồi, chính xác rồi đó. Công nhận ST đáng quá hay. Nhân vật phụ xuất hiện nha. Mọi người có hiểu tại sao ST chạm không? Là ST là khởi động cho cái sự nổi loạn của các bạn á. Là ST muốn các bạn nhìn sâu vào bên trong, các bạn thấy được cái sự thật. Có thể thấy những cái chỉ số ở bên cạnh á, thì đây là những cái chỉ số bé ngoan, nhưng mà khi mà nhìn vào gương sẽ có một cái chỉ số khác là chỉ số cảm xúc. Có nghĩa là nhiều khi mình đạt được, mình được tất cả mọi thứ là ở bên cạnh này, là những cái mục tiêu của mình đạt được rồi, nhưng mà nhiều khi cái cảm xúc của mình nó lại không được vui, cũng như là không có được như ở cái chỉ số thật sự ở bên ngoài. Nếu như mà ST không giải thích đó, thì Giang nghĩ là khán giả sẽ rất là khó để hiểu. Quán hay không quán nhỉ? À, sự nổi loạn đã bắt đầu rồi đây. Giang vẫn đang rất khó hiểu với cái sự xuất hiện của cô Minh Hiếu, chỉ một cái đoạn rất là ngắn vài giây thôi. Và tại sao hình ảnh của cô Minh Hiếu lại to ra và hình ảnh của Võ Hoàng Yến thì lại nhỏ lại? Khi mà chị Võ Hoàng Yến là người giám sát của cái câu chuyện này, và khi mà chị làm cho tất cả mấy bạn kia có cái mấy bạn kia bắt đầu biến đổi qua những cái hệ thống khác á, thì thường là mình bị
một cái hệ thống mà bị chạm á, thì tất nhiên là nó sẽ bị lỗi. Thì chị Võ Hân Yến là cái người lúc đầu là một cái người rất là to, nhưng mà sau đó sẽ là trở thành một cái thu nhỏ là giống như các bạn luôn. Ý là của SC là như vậy. Và chị Võ Hân Yến lúc đó là một cái định kiến của xã hội, nhưng mà khi mà định kiến của xã hội được thay đổi thì tức cái định kiến nó sẽ bị thu nhỏ lại, nó sẽ bị yếu ớt đi, mà mọi người có hiểu không? Ý là đó là một cái phép ứng dụ của SC trong MV này. Và ngoài ra thì mọi người có thể thấy là bốn cô Minh Hiếu là bốn cái người đại diện cho bốn cái màu sắc, nhưng mà SC cũng có những cái đó là bốn cái mạng xã hội ở xung quanh, và đó là những cái định kiến mới của xã hội bây giờ, có nghĩa là tất cả mọi người đều có những cái định kiến riêng biệt của mình, nhưng mà nó tụ hợp lại ở trên mạng xã hội. Wow, có nghĩa là một cái đoạn khoảng 3 giây thôi nhưng mà nó mang rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem tiếp nha. Đấy, cái giọng cuối cùng của Ninh Dương Lan Ngọc là phải làm sao để ST sinh thành, phải làm sao, rất là dễ thương. Mỗi lần ST nghe cái câu này ST bị nổi da gà. Nhưng mà ở ngoài Ninh Dương Lan Ngọc có nhõng nhẽo với ST vậy không? Cũng có, lâu lâu kêu là nói chung là nó cũng có lâu lâu. Bình thường mà đi ăn mà kiểu là mình không quan tâm cho Ngọc trước là Ngọc sẽ kêu là trời ơi anh khác hồi xưa quá rồi, kiểu vậy đó. Thì nói chung là Ngọc cũng là một cô gái rất là nhõng nhẽo. Và cuối MV là sự xuất hiện của một cái bóng lưng nhìn rất là giống với Ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc, phải không ST? Đúng không? Mọi người đoán xem, nếu như mà các bạn fan, các bạn cám con mà tinh ý thì các bạn sẽ đoán ra được đây có phải là cám mẹ của mình hay không. Thì mọi người cứ suy nghĩ thử xem đây có phải là cô gái ấy hay không nhé. Các bạn comment dưới livestream ngày hôm nay để đoán xem bốn lưng này có phải là của Ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc không nhé. Em hỏi thiệt nha, lần trở lại lần này là với cái sự đầu tư hết sức chỉnh chu cho Phiếu Bé Ngoan thì ST có cảm thấy áp lực hay kỳ vọng gì nhiều không? Thực ra thì với Phiếu Bé Ngoan thì ST chỉ muốn là đem tới một cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người thôi. Bởi vì cái thời gian này cũng là một thời gian khá là nhạy cảm và mọi người đang phải trải qua một cái cơn đại dịch. Thì ST muốn mang tới cho tất cả mọi người một cái thông điệp năng lượng tích cực, và mong mọi người khi mà nghe cái ca khúc này sẽ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn, lạc quan hơn trong cái thời gian này. Một cái MV có quá nhiều ý nghĩa đúng không mọi người? Vừa có ý nghĩa về những cái yếu tố về con người mà còn có những cái ý nghĩa về yếu tố và năng lượng tích cực nữa. Rất là nhiều những ý nghĩa trong MV của Phiếu Bé Ngoan nha. Và thời gian gần đây thì Giang Thái cũng thấy là Vbiz khá là sôi động với nhiều MV ấn tượng và các bản hit từ cái tên tuổi đình đám. Thì không biết là ST có đang tự làm khó bản thân mình khi chọn cái thời gian này mà comeback không? Thực ra thì SC đã ấp ủ cái dự án này rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mình mới tung ra được. Và SC thấy đây là cái thời gian thích hợp để mà mình, bởi vì SC muốn truyền năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người mà, cho nên là SC nghĩ đây là cái thời gian rất thích hợp. Và vô tình thì nó lại trùng với rất là nhiều lịch của các bạn nghệ sĩ khác. Nhưng mà SC nghĩ như thế này, Phiếu Bé Ngoan nó là một cái dòng nhạc rất là khác, cũng như là nó mang một cái câu chuyện rất là khác. Và SC nghĩ mỗi người nghệ sĩ sẽ có một cái hình ảnh cũng như là một cái đánh dấu con đường âm nhạc khác nhau. Thì SC tin chắc rằng là với những khán giả mà nghe Phiếu Bé Ngoan cũng sẽ cảm thấy là Phiếu Bé Ngoan nó sẽ rất khác với những sản phẩm khác trên thị trường hiện tại. Và SC cũng mong là khán giả ủng hộ cho Phiếu Bé Ngoan cũng như là tất cả những sản phẩm âm nhạc. Bởi vì nếu như mà Việt Nam có những sản phẩm âm nhạc tốt thì nó sẽ mang đến cho nền âm nhạc của Việt Nam nhiều màu sắc hơn, cũng như là nhiều nền âm nhạc của Việt Nam sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn để mà đưa ra, để mà đi đấu với quốc tế. Tuy nhiên thì phát hành MV trong một mùa dịch vẫn còn rất là nhiều những cái diễn biến phức tạp như hiện nay thì ST có gặp nhiều khó khăn trong cái quá trình sản xuất và công chiếu MV không ST? Thực ra là cũng khó, và bởi vì cái MV này ST đã quay một lần và ST phải quay thêm một lần nhỏ nữa.
cho MV lần này. Và SC đã, cũng như là ekip đã đang đi quảng bá cho cái MV á, thì trong lúc đó thì cái cơn dịch lần thứ hai bùng lên, và mình thì mình biết là nó sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng mà SC biết là tất cả mọi người dân, bà con láng giềng đó thì cũng phải chịu khổ hơn mình rất là nhiều, cho nên là đó là lý do tại sao mà SC cũng mình cũng nhìn một cách tích cực nhất, và SC cũng có ra một phiên bản là ngoan để an toàn, cũng là trên cái melody, cái giai điệu này mà mình thêm những cái lời để mà nhắc nhở bà con phòng chống dịch một cách tuyệt đối nhất, như là ai rửa tay là em bé ngoan, đeo khẩu trang là em bé ngoan, ra đường nên giữ khoảng cách an toàn 2 mét đó, thí dụ vậy. Dễ thương. Như vậy thì với những cái suy nghĩ tích cực thì Giang Thái nghĩ MV Phía Bé Ngoan sẽ là một cái nguồn động viên rất là lớn đối với những bạn bè và những gọi là người dân Việt Nam trong cái giai đoạn đang rất là khó khăn này ST ha. Bởi vì trong MV á, ST có gửi gắm tới một cái sự nổi loạn được trỗi dậy á, thì không biết là trong cuộc sống ST thường chọn không ngoan mà được là chính mình hay ngoan để làm vui lòng mọi người. Thực ra không phải là nổi loạn, mà là cái MV này ST mong muốn là khi mà tất cả chúng ta đều có một cái mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đạt được những điều mà chúng ta làm nó phải vui vẻ và hạnh phúc nữa, chứ không phải là chúng ta cứ dốc hết sức của mình rồi mình làm, mình đạt được mục tiêu nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chúng ta cảm thấy rất là ưu phiền. Thì đó là lý cái thông điệp mà SC muốn gửi gắm, chứ không phải là SC muốn mọi người ơi mọi người hãy nổi loạn đi, không có nha. SC chỉ muốn là mọi người hãy làm sao mà mình cảm thấy mình vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì giống như mọi người thấy là trong thời gian hiện tại có rất là nhiều thứ trong tương lai mà chúng ta không thể nào biết trước được, cho nên là chúng ta cứ ngoan trong cái dấu ngoặc kép đi, nhưng mà chúng ta hãy cứ vui vẻ và sống làm thế nào mà cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì ST biết tất cả mọi thứ chúng ta làm đều hướng tới hai chữ hạnh phúc, và nếu như mà chúng ta làm những cái điều đó mà chúng ta không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì có phải là chúng ta đang mâu thuẫn lại với bản thân của mình hay không? Vậy nói một cách mà dễ hiểu hơn á, là cái sự nổi loạn trong dấu ngoặc kép nó phù hợp với những cái đạo đức mà cộng đồng chúng ta đưa ra, chứ không phải là nổi loạn theo cái nghĩa đen nha. Thì đó mới chính là cái thông điệp mà ST gửi gắm để mọi người đừng có hiểu lầm. Bởi vì Giang Thái rất là sợ là nhiều bạn cảm thấy là có những cái hình ảnh như vậy là tôi muốn làm gì tôi làm thì nó lại bị hiểu ngược lại. Đùa vui như thế thôi, nhưng mà Giang Thái nghe nói là ST là một trang ngoan chính hiệu của showbiz Việt, thì không biết thì đối với gia đình và đặc biệt là đối với mẹ thì ST có phải là một con trai ngoan của mẹ không? Thật ra là chắc là mẹ SC nghĩ là SC là ngoan lắm á. Thì chị nghĩ ngoan lắm là sao? Mẹ SC thì chắc là tin tưởng vào SC lắm, và thật ra là ba mẹ nào cũng sẽ rất là tin tưởng vào con cái, là luôn luôn nghĩ con cái mình rất là còn nhỏ đó. Thì mẹ SC cũng vậy thôi, mẹ SC luôn luôn là nghĩ là SC rất là ngoan, và thật sự là mẹ SC đã sai rồi. Vậy là mẹ ST tin tưởng sai rồi đúng không? ST không ngoan, ST chỉ rất ngoan thôi. Rất ngoan thôi Rất ngoan thôi chứ không ngoan nha. Để tính ra là đúng là chuẩn con trai ngoan của mẹ luôn đúng không nào? Có nghĩa là ở nhà thì rất là kiểu lễ phép, thì chắc chắn là phải có lễ phép rồi. Nhưng mà ví dụ như ba mẹ là yêu cầu ST là phải như thế này như thế kia thì ST có hay cãi lại không? Hay là thôi mình cứ làm vui lòng ba mẹ là được? Thường thì hồi nhỏ thì chắc cũng mình cũng sẽ có những cái suy nghĩ khác, nhưng mà lớn lên thì mình nghĩ là những cái suy nghĩ đó đều đúng và để tốt cho mình hết, cho nên là thường thì SC sau này mình cũng suy nghĩ nhiều hơn, và mình cũng thấy là những điều nào mà đúng và tích cực thì mình sử dụng thôi. Nhưng mà thường thì ba mẹ đều nói những điều đúng hết, ít khi nào sai, thì người đi trước luôn là người chính xác. Đúng rồi. Giang Thái được biết là ST luôn có mẹ bên cạnh trong những buổi biểu diễn của mình, việc này có ý nghĩa như thế nào với ST vậy? Tại vì mẹ SC cũng là một người theo sát ST trong nghệ thuật á, thì mẹ SC cũng là một người yêu thích nghệ thuật, cho nên là mình cũng muốn là mẹ hiện tại thì mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ cũng không có đi làm gì hết, thì bình thường mà để được đi ra đường hoặc là để được giao lưu với tất cả mọi người thì mình cũng muốn mẹ đi cùng với mình để mà có được những cái không gian thoải mái, cũng như là mang tính chất giải trí nhiều cho đầu óc vui vẻ hơn. Vậy mỗi lần mà ST diễn xong á thì mẹ ST có phản ứng như thế nào không? Có khen ôi con trai của mẹ giỏi quá hay là cái gì đó không? Không, mẹ ST hay chê ST lắm. Chê hả? Vậy là mỗi lần mà biểu diễn xong mà mẹ chê thì có cảm thấy là bị tụt cảm xúc của ST? Không phải là chê mà là mẹ hay góp ý cho ST rất là nhiều, cũng như là mẹ ST là một người rất là ít khi nào khen ST, và hay khen ở trên mạng thôi, nhưng mà ở ngoài thì mẹ hay nói thật.
làm nhầm những cái góp ý của mẹ, nên mỗi ngày là ST cứ tốt hơn mỗi ngày. Đúng rồi, nó giống như cái động lực cho mình đó, để mà mình chuyển biến những cái lời góp ý đó thành những cái mà tốt hơn cho bản thân mình. Vậy hỏi thiệt nha, có phải là mẹ ST là người đã hướng ST theo con đường nghệ thuật không? Chính xác luôn á. Chính xác luôn ạ. Thật ra là ST có, mẹ ST thấy ST có một cái khả năng từ lúc nhỏ, cho nên là mẹ đã đưa ST đến những cái trường mà nghệ thuật, và ST đã học nghệ thuật từ từ rất là nhỏ, từ năm 8 tuổi tới bây giờ. Vậy thì nếu mà không có mẹ ST thì làm gì có một chàng ca sĩ điển trai ngồi ở đây ngày hôm nay, đúng không mọi người? Và sau hơn 2 năm mà im hơi lặng tiếng và trở lại với sản phẩm solo Thật Xa Thật Gần vào tháng 2 năm ngoái và Sai Nắng, thì ST lại liên tục để người hâm mộ gọi là chờ dài cổ. Mà đến gần đây thì sản phẩm Phiếu Bé Ngoan mới ra, vì sao lại có một cái khoảng thời gian quá lâu như vậy với ST? Thực ra là Sai Nắng là vào nếu mà Thật Xa Thật Gần là tháng 2 thì Sai Nắng là vào cuối năm ngoái, thì cũng phải là khoảng gần 7-8 tháng ST mới ra lại sản phẩm này. Thì thật ra là cái gì mà mình chuẩn bị càng kỹ thì nó sẽ càng tốt. Giống như là mình, giống như bình thường mình đi học á, mình chuẩn bị, mình học bài từ sớm, mình chuẩn bị từ sớm, đến lúc mà mình kiểm tra mình làm ra thì nó cũng sẽ tốt hơn. Thì đó là lý do tại sao mà ST cũng muốn chuẩn bị thiệt kỹ càng để mà đem tới một sản phẩm nó phù hợp cho người hâm mộ. ST nghĩ rằng là Phiếu Bé Ngoan cũng là một sản phẩm mà ST rất là tự hào và hy vọng là mọi người sẽ yêu thích Phiếu Bé Ngoan. Mặc dù là ST chuẩn bị hơi lâu nhưng mà cũng hy vọng là mọi người đã chờ đợi được. Bởi vì Phiếu Bé Ngoan mà, cho nên là phải là ngoan nhất thì mới ra, đúng không mọi người? Cho nên là khi mà xem MV thì mọi người cũng thấy rất là đã, từ cái giai điệu, từ cái gọi là cái âm nhạc cho đến những cái phong cách outfit mà ST đem vào trong cái sản phẩm của mình, nó rất là bắt mắt luôn nè. Đó là riêng Giang Thái là một cái gọi là fan hâm mộ của ST thì Giang Thái cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Gần đây thì ST gây chú ý khi vào vai Đông Quân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2. ST có gặp khó khăn gì không? Thực ra Đông Quân là một cái vai là tổng tài ở trong phim và là một trong hai nhân vật giàu nhất phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2. Thì đây là nghe giàu là mình thích rồi, mình nhận lời ngay. À là kiểu là ST ơi, anh cần em một vào một cái vai rất là giàu, là tổng tài nha em, là ok nhận lời liền, không cần phải xem kịch bản luôn ạ. Nói chung là ST rất là may mắn được có một cái cơ hội đóng với rất là nhiều người nghệ sĩ tài năng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 và rất là nhiều diễn viên mà cũng rất là thân thuộc với mình nữa. Cho nên là ST đã quyết định là tham gia vào Gạo Nếp Gạo Tẻ. Thì khi mà tham gia vào Gạo Nếp Gạo Tẻ, đây là cũng là gần như là lần đầu tiên mà ST tham gia vào truyền hình. Thì nó cũng là một cái lĩnh vực rất là mới với ST. Về điện ảnh thì Giang Thái cũng là thấy ST là có nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà về truyền hình thì Giang Thái cũng nghĩ đây là lần đầu tiên. Và Gạo Nếp Gạo Tẻ đó, Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 cũng là có một cái sức hút từ cái gọi là Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 1 trước. Thì không biết là khi vào vai Đông Quân á, ST có cảm thấy là mình cần phải diễn cho tròn vai không? Bởi vì những cái bóng của các đàn anh đàn chị đi trước nó quá lớn rồi. Thực ra là cái nào phần 2 nó cũng sẽ có một cái áp lực nhất định so với những cái phim hay là những cái show phần 1. Thì SC đã biết trước điều đó rồi, nhưng mà SC biết rằng là Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 cũng là một cái kịch bản rất là hay từ chị Hoàng Anh, và ngoài ra thì cũng có một ekip diễn viên cũng như là ekip rất là hùng hậu, cho nên SC đã trao thân gửi phận đến cho cái lần đầu tiên của mình, giống như là gửi gắm một cái gì, điều gì đó. Nhưng mà SC bình thường, SC ở nhà bây giờ SC cũng đang theo dõi Gạo Nếp Gạo Tẻ, và SC thấy là mình đã có một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn, và SC hy vọng rằng là đây cũng là một cái điều khởi đầu của mình trong cái sự nghiệp truyền hình thôi. Không sao đâu, vai giàu là được mọi người nhỉ, vai giàu là được rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì VBIT 25 giờ sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ bé xíu xíu dành cho ST. Đó chính là Giang Thái sẽ dán những cái sticker lên mặt nè, vai, tóc của ST, và nhiệm vụ của ST là phải sử dụng cơ thể nè, cơ mặt của mình làm sao cho sticker rơi xuống trong thời gian quy định khi nhảy vũ điệu Phiếu Bé Ngoan, mà chỉ được bằng nửa chân thân trên thôi nha, không có được dùng tới tay nha. Ok nha ST. Bây giờ Giang Thái sẽ dán sticker này nha. Ok. Bây giờ thì sẵn sàng cho ST. Sẵn sàng chưa mọi người? Chúng ta thấy là bây giờ ST của chúng ta đang rất là đẹp trai mọi người ha, với đầy sticker được dán trên người. Cảm giác rất là bất lực. À bất lực hả? À, ok, Giang Thái thích thế. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến vũ điệu Phiếu Bé Ngoan.
ta sẽ tiến đây mà. Ủa sao này nó rớt lắm mà ta? Ai được khen là em mới bạn nè. Ủa? Nó rớt lắm mà sao? Lúc nhảy nó không rớt nữa. Không lắm. Không được dùng tay nha, không được dùng tay nha. Mình lắc cái đầu cái sao nó rớt không? Vẫn không rớt luôn. Mọi người ha, có nghĩa là sau thử thách thì vẫn còn mục tiêu bám trên mặt của ST. Như vậy có nghĩa là ST là không hoàn thành được thử thách mà Bibis 25 giờ đưa ra. Mọi người biết phiếu là phiếu gì không? Đây là phiếu bé ngoan đó. Tất nhiên là không hoàn thành xong thử thách thì chúng ta phải có hình phạt rồi. Và hình phạt cho ST sẽ là một trong ba hình phạt sau. ST sẽ được bốc thăm chọn. Một là tạo 5 biểu cảm xấu và 5 biểu cảm khuôn ngầu. Hai là hát phiếu bé ngoan phong cách ba lát. Và ba là rap là đoạn rap của Ninh Dương Lan Ngọc trong phiếu bé ngoan. Ok chơi, ba cái đồ quỷ, đồ yêu gì? Đồ quỷ, đồ yêu mà dễ mà. Đầu tiên, em hy vọng là thử thách thứ ba đó. Thử thách gì vậy? Tạo 5 biểu cảm xấu và 5 biểu cảm cool ngầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai, điển trai của SC với 5 biểu cảm xấu và 5 biểu cảm cool ngầu nha. SC muốn xấu trước hay cool ngầu trước? Xấu đi. Xấu trước đi ha, rồi. Mà Giang Thái chấm điểm món đó ăn nha. Dở thì nên ăn trước. Giang Thái và khán giả chấm điểm á, Giang Thái với khán giả cho qua thì mới cho qua nha. Rồi, biểu cảm đầu tiên. Chấp nhận cái này là xấu. Một rồi. Hai, ok. Ba, thứ ba. Cái này là đáng yêu. Không, đây không đáng yêu. Không đáng yêu, thấy đáng yêu mà. Thứ tư. Rồi, thứ năm. Đó, rồi. Dễ cool quá, ngầu. món ăn tuy dở nhưng mà làm nhưng ăn mà cool ngầu mà làm năm okay. Cái thì rất là khó nha. Ok, cool ngầu thì Giang Thái nghĩ là style của ST cũng khá là cool ngầu rồi. Với một cái gương mặt là điển trai bẩm sinh như vậy thì cool ngầu quá dễ, sẵn sàng cho ST. 3, 2, 1. Hơi sát gái tí xíu mà cũng ok, chấp nhận cool ngầu. Số 2. Số 2 ok. Số 3. Số 4. Thưa quý vị, ở đây là phim trường chụp hình của ST ha. Nãy giờ thì cứ tưởng như ST đang trong một cái shot chụp hình mọi người nha. Biểu cảm rất là cool đúng không mọi người? Không có gì gây khó khăn cho ST. Em thấy lại mong là bốc trúng cái đoạn rap của Ninh Dương Lan Ngọc mọi cơ. Mọi người muốn bốc một cái nữa không? Thôi, cái này để dành cho thử thách sau đi. Nãy giờ chúng ta nhắc đến là Ngọc Nữ Ninh Dương Lan Ngọc rất là nhiều. Và tại phần Reddit của MV á, thì Giang Thái cũng thấy là rapper chương ngoan của chúng ta Ninh Dương Lan Ngọc. Vậy thì ST có thể kể 3 điểm chương ngoan của Lan Ngọc được không? 3 điểm chương ngoan hả? Để xem dám kể xấu Lan Ngọc luôn nè. Nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo cũng là nhẽo. Một nè. Kiểu nắng mưa. Nắng mưa thất thường nha. Là Lan Ngọc rất nắng mưa hả? Rồi Lan Ngọc kiểu có nghĩa là trong mắt ST Lan Ngọc chỉ toàn điểm tốt, không hề có một điểm xấu gì. Lan Ngọc cũng giống, có nghĩa là tên là nghệ sĩ hay nắng mưa cho nên là Lan Ngọc cũng có những cái đặc tính đó. Rồi cái gì nè ta? Một cái nữa, hai cái rồi còn một cái nữa thôi. Ham chơi. Lan Ngọc là rất là làm rất là nhiều nhưng mà mà ham chơi. Lan Ngọc hơi gọi là sao nào? Hơi làm biến hả? Làm biến ở chỗ là kiểu là nhiều khi là hẹn mình rồi xong rồi kiểu là nó thôi hôm nay đi làm biến quá, kiểu là nửa giống nhẽo nhưng mà nửa làm biến nha. Nửa làm biến là kiểu hay bùng xô mình á. Là chỉ bùng show đi chơi thôi đúng không? Chứ ví dụ mà rủ show đi quay này nọ thì có bùng không? Thì không, Lan Ngọc là trong công việc rất là nghiêm chỉnh nha. Như vậy là phải có một cái kèo nào đó thơm, thiệt là thơm. ST rủ ở cỡ đi ăn mà kiểu như súp bi cá hay các kiểu thì Lan Ngọc có bị bùng không? Không, Lan Ngọc không hay mua súp bi cá, bào ngư cho ST lắm. Ôi vậy hả? Là, mỗi lần bùng là Lan Ngọc mặc dù là cái sự làm biến nhưng mà cũng sẽ bù đắp lại bằng cái khác. Dễ thương quá. Vậy thì vì sao mà ST quyết định mời Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân khi mà tin đồn tình tay ba của ba người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vậy?
Thực ra Lan Ngọc và chị Dân đều là những người bạn rất là thân đối với SC, nên là đó là lý do tại sao mà SC trong cái sản phẩm này SC muốn mời những người bạn thân nhất của mình, và đó là lý do tại sao mà SC mời Lan Ngọc và chị Dân. Ngoài ra cũng có Tường Vi và Quốc Anh cũng là rất là thân với SC. Vậy thì hai người bạn thân thiết Ninh Dương, Lan Ngọc và Chi Dân hỗ trợ gì cho SC trong quá trình sản xuất MV không? Hay là như là không có lấy cách C chẳng hạn? Thật ra là các bạn không lấy cách C đâu. Các bạn SC chỉ trả cách C cho các bạn. Nếu các bạn muốn biết cách C của Lan Ngọc cũng như là Chi Dân là cái gì thì các bạn hãy theo dõi trang những cái trang channel của SC, là thí dụ YouTube là SC Sơn Thạch Official nè, rồi fanpage là SC 365 The Band nè. Vậy là khi nào thì những cái viral đó mới ra nè ST, để mọi người có thể theo dõi đoán xem là cách xem mà ST sẽ trả cho Ninh Dương, Lan Ngọc và Chi Dân là bao nhiêu? Thật ra ra rồi đó, mọi người hãy lên mạng xem đi. Thật ra cũng khó nói lắm. Thế thật ra là nó là một cái món quà mà những người bạn của ST thích. Mọi người ơi, vào ngay ST Sơn Thành Official để xem là số cách xem của Ninh Dương, Lan Ngọc và Chi Dân là bao nhiêu sẽ được bật mí ở đó mọi người nha. Trang thấy thì có thời điểm mà ST bị đẩy thuyền và gán ghép quá nhiều với người em thân thiết Ninh Dương, Lan Ngọc. Không biết là ST cảm thấy lúc đó như thế nào? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Thực ra thì chắc là mọi người yêu thích cặp đôi của ST Lan Ngọc, thì cho nên là mọi người mới đẩy thuyền thôi. Nhưng mà ST thấy cái đó cũng là một cái điều rất là dễ thương, bởi vì họ, những người khán giả họ yêu thích ST cũng như Lan Ngọc, và họ thấy được cái sự tương đồng của hai người, nên họ mới làm điều đó thôi. ST cảm thấy dễ thương mà, đâu có gì đâu. Trong Gái Già Lắm Chiêu 3 thì có một cái phân đoạn mà ST đóng vai là đến phỏng vấn Miss Q á. Thì lúc đó ST có bỏ rơi cái cô gái mà đi chung với mình để qua ngồi với Lan Ngọc. Thì cái đoạn đó cũng được cắt ghép và viral một cái thời gian. ST cảm thấy như thế nào? Thật ra thì đơn giản là tại vì lúc đó ST đóng vai một cái cô gái với một người bạn là bé Trân á. Bé đó tên là Trân. Thì SC thật ra ở ngoài ST với Trân không có chơi với nhau. Có nghĩa là cũng chưa có biết, đó là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên là SC cũng SC bình thường cũng rất là ngại gặp người lạ. Đó là lý do tại sao mà SC qua với Lan Ngọc để mà kiểu cảm giác hai đứa thân thiết hơn. Vậy thôi, bỏ rơi bé Trân ngồi chỗ vậy đó. Nhỏ cứ ngồi nhìn ngóng như là anh SC ơi sao không qua đây ngồi nói chuyện với em, kiểu kiểu vậy đó. Kỳ ghê không? Là sau đó thì bé Trân có nói gì không SC? Không, bé Trân rất là dễ thương. Bé Trân biết rằng là người lạ cho nên bé Trân cũng không có nói gì nhiều nha. Nhưng mà không biết ở đằng sau thì có nói gì không. Chắc là có đó mọi người. Vậy thì sau mỗi tin đồn hẹn hò với nhau thì cả hai có chủ động giữ khoảng cách với đối phương không? Thực ra thì lúc đầu thì mình cũng sẽ hơi bất ngờ một tí xíu, cũng hơi ngạc nhiên tại sao tin đồn lại có tin đồn này như vậy. Nhưng mà sau này mình biết rồi, mình quen sống chung với lũ đó, thì đây là một cái lũ mà SC nghĩ nó cũng ngọt ngào và dễ thương, cho nên là SC thấy là cũng thật ra đây là một cái tấm lòng cũng như là một cái sự ủng hộ của tất cả mọi người thôi. Nhưng mà SC thấy là đây cái điều này rất là dễ thương, nên SC cũng không có gì phải lo lắng cả, và SC vẫn giữ một cái tình cảm cũng như là tình bạn rất là bền lâu bền với là Ngọc với lại Chi Dân, hoặc là với rất là nhiều người bạn khác. SC cũng có rất là nhiều người bạn khác. Nhưng mà Giang thắc mắc nha, lúc mà tin đồn mà hai người hẹn hò mà được phát ra thì không biết là Ninh Dương, Lan Ngọc phản ứng như thế nào, có gọi điện liền với ST không hay là im luôn? Thật ra là cũng ngồi nói chuyện với nhau kiểu cũng cười hi ha, những cái gì phản ứng của chúng tôi. Mọi người muốn thì cứ vào ST Sơn Thạch Official và xem thôi, đúng không mọi người? Không, cái này không có official. À không đâu. Có hả? Thật ra bởi vì cái chuyện tình cảm là cái chuyện mà suy nghĩ là nó là một cái điều gì đó cần kín đáo, đúng không? Kín đáo của riêng một người nghệ sĩ. Và SC cũng không có muốn nó được phơi bày ra quá nhiều. Và SC và Lan Ngọc luôn cũng có cùng một quan điểm là tất cả mọi thứ không nên phơi bày ra quá nhiều. Sau này chuyện gì đến nó đến đó. Có nghĩa là mình vẫn giữ những cái gọi là những cái khoảng cách nhất định với lại truyền thông, và giữ cho đúng cái tình bạn của mình nó đi theo cái chuẩn mực là được, đúng không SC? Có người cho rằng cái màu sắc và cái phong cách của ST vẫn có phần hơi tương tự với lại 365 lúc xưa, thì ST cảm thấy như thế nào về những cái lời nhận xét như vậy? Thực ra thì bởi vì mình hồi xưa mình cũng là một mảnh ghép của 365 mà, cho nên là chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ có sự ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà các bạn nói là cái màu sắc của ST nó hơi giống với 365 hồi xưa thì thật ra là rất là khác nha. Bởi vì hồi xưa lúc mà ST làm trong 365, ST cũng rất là muốn làm những cái
cái phong cách âm nhạc khác, rồi những cái phong cách hình ảnh khác. Nhưng mà lúc đó 365 là đang là một cái tổng thể chung, cho nên là lúc đó mình cũng chưa có nhiều cơ hội để mà được làm những cái điều mà mình thích. Và đến khi mà mình ra với cương vị là một nghệ sĩ solo rồi thì mình mới được làm những cái điều đó. Thì SE, nếu như các bạn để ý kỹ thì nó sẽ rất khác trong tất cả nhiều thứ đó, chứ không phải là giống đâu. Vì mình đã từng là một cái mảnh ghép của 365 thì tất nhiên là mình không thể nào tránh khỏi cái việc mà bị so sánh với những cái thành viên khác. Thì không biết là ST có cảm thấy bị chạnh lòng khi mà được dân mạng, khi mà bị dân mạng so sánh như vậy không? So sánh với các thành viên khác hả? Thì thật ra là bây giờ ST nói như thế này, 365 ST xem giống như là những người gia đình, những người anh em của mình gì đó. Mình sống chung với nhau 7-8 năm rồi, so sánh là cái điều đương nhiên. Nhưng mà bây giờ so sánh như thế nào đây? Thì bây giờ mình đã xem những người đó là những người gia đình, họ có thành công, họ có tốt đẹp, họ có như thế nào, mình cũng sẽ hãnh diện. Thà là những người bạn, những người gia đình của mình thành công còn hơn là những cái người dân nước lạ người ta thành công hơn, đúng không? Thì mình, đó là lý do tại sao mà SC mọi người cứ so sánh, là đó là chuyện của mọi người. Còn cái chuyện trong lòng SC nghĩ gì đó là chuyện của SC. Có nhiều người Giang thấy là thấy bạn bè của mình như vậy và họ cảm thấy đó là một cái động lực để họ mong muốn là họ sẽ phát triển hơn, thì ST có phải là tiếp người như vậy không? Thì thật ra đó, cái chuyện này mình cũng có thể nhìn rất là nhiều hướng, đúng không? Khi mà mình thấy một cái người mà bạn đồng hành của mình mà người ta thành công hơn thì mình dĩ nhiên đó là một cái động lực cho mình chạy đua với họ. Nhưng mà chạy đua theo một cái hướng tích cực, chứ không phải là mình phải tiêu cực rồi mình chơi xấu hay là mình làm này làm kia. Cái điều đó thì ST không có ủng hộ lắm. Như vậy thì qua buổi talk show ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là ST của chúng ta là một người có gọi là cái tư duy rất là tích cực và một cái năng lượng rất là tích cực, lúc nào là cũng mong muốn là sẽ đem lại những cái nguồn năng lượng tốt cho mọi người, đúng không ST? Cảm ơn ST rất là nhiều. Trước khi kết thúc buổi talk show ngày hôm nay thì VBiz 25 giờ cũng sẽ có một thử thách nho nhỏ dành cho ST, và đây cũng là thử thách cuối cùng nhé. Có nghĩa là ST sẽ đọc nhanh, không vấp câu chuyện và chỉ được vấp tối đa là 3 lần thôi. Và sau khi đọc thì phải giải thích ý nghĩa của cái câu chuyện đó luôn. Khó không? Khó nhờ? Giải thích ý nghĩa luôn hả? Đúng rồi. Nghĩa rồi, là mình phải vừa đọc mà mình phải vừa giải thích được cái ý nghĩa đó nha. Rồi. Nhưng mà phóng lớn được không? Tại anh bị cận. Rồi ok. 3, 2, 1. Cậu cẩn con của cụ Chánh, cháu của cô Tư, cháu của chú Chiến. Cậu cẩn có con chó cỡ con chồn, cẳng con chó cao cỡ cẳng con cò. Cỏ cuốn cỡn cỡ cỏ cái gì? Cổ cuốn cỡn cỡ cổ con cóc. Cổ con chó cậu một gì? Một. Cổ con chó cậu cột cái chuông, cậu cưng con chó cùng cực, con chó cũng cưng cậu, cứ chiều chiều cậu cõng con chó, cầm chiếc cần câu chăm chỉ câu cá chép cạnh chân cầu, cuối cùng cát cậu chăm chú canh chừng cước cần câu, chóc chóc cậu cất cao cần câu, coi con cá chép cắt cớ cắn câu, cậu cẩn cất cao cần câu, cậu cười chóc chóc cả con cá chuối cũng cắn câu, cậu cẩn cầm con cá chuối chặt cổ, chìa cho con chó cưng của cậu, con chó của cậu cắn cổ con cá chuối co cẳng chạy, cậu cẩn cất cần câu cùng các cậu choai choai chơi cờ cạnh cổng chợ. Rồi, đây là một câu chuyện rất là nhân văn nha mọi người nha. Là có một con chó của cậu Cẩn, được cậu Cẩn đưa đi câu cá, và con chó đã cắn cái con cá chuối. Rồi câu chuyện rất là nhân văn nha. Con chó đã cắn con cá chuối, làm con cá chuối co cẳng chạy, xong rồi cậu Cẩn đi chơi. Đúng rồi, rất là nhân văn ha. Có nghĩa là thông điệp là đừng có nên dắt chó đi câu cá chung nha mọi người nha. Mất công là cắn con cá. Mà đi câu cá nhưng mà bị chó cắn con cá, xong rồi cũng con cá bỏ chạy, có nghĩa là mất con cá, xong đi chơi trò chơi khác. Rất là nhân văn, quá nhân văn mọi người. Đi chơi cờ, đi chơi cờ trong phía bé ngoan. Đó, ST có thấy là biên tập của chương trình là gọi là tư duy rất là hay không ST ha. Nó một cái câu chuyện ý nghĩa như vậy cũng có thể đem lên VBiz 25 giờ và đưa vào thử thách cho ST nữa. Và ST ơi, ST giáp 3 lần nha. Okay. ST giáp 3 lần nha. Và ST sẽ chọn một trong hai thử thách còn lại. Đây là hai cái thử thách này đúng không? À. Rồi như ước nguyện nha. Đáp lại câu rap của Ninh Dương Lan Ngọc trong phía bên ngoài. Đây là thử thách mà Giang Thái đang mong chờ. Ok.
Nhớ không? Bây giờ mọi người có biết cái bài Mi Ban Zuz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 
giai đoạn nhạc đó đi. Đó. À, lúc đầu thì SC cũng rất là ngạc nhiên hả? Rất là lúc đầu là SC đọc rap cái đoạn này luôn. Đó, nhưng mà SC thấy là sau khi mình đọc mình nói là ồ cho cái giọng mình kỳ quá, không có phù hợp đâu. Xong rồi mình nói là chắc chắn là cái này là Lan Ngọc rất là phù hợp, nên SC đã mời Lan Ngọc vô. Đó, thì mọi người thấy quá phù hợp luôn, đúng không? Rất là dễ thương. Và làm một phát ăn ngay nha mọi người, một phát từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Một phát từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đoạn rap của Ninh Dương Lan Ngọc được trình bày và biểu diễn bởi rapper ST ngày hôm nay nhé. 3, 2, 1, vô. Ok. ST Sơn Tạc Gia. Ngoan ngay xin cân ghiền, cặp tiền ra ta đi đường quyền. Mỗi người vui một kiểu khác, nhưng có tiền là sướng như tiên. Tiền này mua xe mới, còn tiền này sắm nhà mới. Có làm thì mới có ăn, cần cù nó bộ siêng năng. Yeah. Yeah. Đó là cái sự kết hợp nha. Đây là cái bài mà MC rất là ám ảnh trong thời gian gần đây. Mọi người có thể cắt cái đoạn rap này của ST ngày hôm nay, sau đó là cắt cái đoạn rap của Ninh Dương Lan Ngọc trong bài Phiếu Bé Ngoan, mình ghép lại với nhau để mình xem là có gì hấp dẫn không nha mọi người nha. Như vậy là chúng ta đã có những giây phút rất là thư giãn cùng với ST Sơn Thạch rồi. Hy vọng rằng các bạn khán giả của VBIT 25 giờ sẽ tiếp tục ủng hộ cho ST trong tương lai cũng như là MV Phiếu Bé Ngoan nha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với lại ca khúc Phiếu Bé Ngoan của ST Sơn Thạch trước khi kết thúc VBIT 25 giờ các bạn nhé. Yeah. Người thì cần học thức quyên thâm, còn người thì cần đồng lương tháng thêm năm sâu xô. Người thì mua sớm mệt nở, vậy mới ngoan, vậy thì mới ngoan. Rồi thì bất chấp thêm thêm liều, còn gì vui mỗi buổi chiều ngồi nhìn gió hát hát hiu. Riêng mình, riêng riêng mình. Cớ sao ta phải xin phiếu bé ngoan, vui lòng cô ba xóm làng mà mình không vui không vui. Cứ bon chen chen xin phiếu bé ngoan, ngoan là cô đơn thế à vậy, ngoan chỉ để mô dạ. Ê, ai được khen là em bé ngoan, ai được khen là em bé ngoan, ai được khen là em bé ngoan này. Phải làm sao làm em bé ngoan, phải làm sao làm em bé ngoan, ôi làm sao làm em bé ngoan vậy. Những có tiền là sướng như tiên. Ê. Ê. Thank you. Xin chào.